ta mới sang. Hôm qua mình đã đi một nơi rồi, hôm nay mình đến để mình lái thử một chiếc xe đã được research trước rồi nha. Thì đây là cái nơi bán xe rất là nổi tiếng tại Mỹ, đó là Damas. Hôm qua là một địa chỉ, bây giờ mình nhắc. Bây giờ mọi người cùng tôi xem đây có những loại xe nào nha. Xin mời quý vị. Đây là Damas ở thành phố Irvine, khá là đông ha. Bán mới cũng có đủ kiểu ha, đủ dòng hết. Đây là BM, bên tay trái là BM nè, BMW GLC 300. Cái này giống xe Đức Tiến đang đi. Ủa, nó lóc đây nè, có cái thùng này, đâu có bến xe đâu, thấy không? Cái này để bến xe là đâu, đúng không? Thấy không? Đó, nó chỉ để đồ thôi, chứ không để bến xe được. Không có. Ok, rồi mọi người đi coi xe này ha. Cái này coi thôi chứ còn lái mới biết. Không, màu là màu xanh không có đẹp. Màu xanh kia không, màu sáng này không có đẹp. Màu xanh đen á, đó, đó đó. Màu xanh đó đó mới đẹp. Màu này nè, còn là màu xám không có đẹp. Màu này mới đẹp nè. Đây này, Mercedes nè. Hôm qua mình đi là hướng nó sắp xếp khác. Nó để Mercedes ở đây cũng nhiều lắm. Mà em đã book một xe rồi phải không? Resort rồi phải không? Xe bên đây xe nhỏ ha, không xe lớn. Xe lớn dưới kia hả? Tranh thủ chia sẻ với mọi người, Damas là một trong những nơi bán xe lớn nhất ở tại Mỹ, với rất là nhiều các loại xe khác nhau, nhiều thương hiệu nha, như là BMW cũng có, Mercedes cũng có, Tesla cũng có, Lexus cũng có, brand new cũng có, Rio tức là xe đã được sử dụng qua một hoặc hai đời chủ. Nhưng mà ở Damas thì họ sẽ kiểm tra hết tất cả các cái xe đó. Ở Mỹ này nếu mà ai bị đụng xe bị đụng là phải có cái history, cái lịch sử của nó, và phải báo cáo nó bị cái gì, là đều có thông tin đầy đủ nó hết. Chứ không có giống như ở Việt Nam mình, khi mà bị đụng báo lên DMV á thì họ sẽ có thông tin đầy đủ hết ha. Xe rất là nhiều nha. Bên kia cũng có nó kìa. Ở đây Mercedes hơi nhiều á, rất là nhiều. Và mọi người cũng thấy hôm nay trời buổi trưa, đi buổi trưa nên là cũng hơi nắng. Hôm qua đi một buổi chiều ở bên kia. Nhiều xe lắm, đủ loại xe ở đây hết. Chiếc này mới trên phò về hả? Chắc chưa có giá. Không, không có giá. Có giá bên kia mà. Chiếc này bự quá ha. Chiếc này GLE ha. GLE 350 cũng similar chiếc bên kia thôi mà. 6 máy xe con bé kia. Thấy gì đâu. Thì vô kia coi trước đi bạn coi. Bên đây xe này nó lốc hết rồi, còn bên kia nó mở cho mình rồi. Đây, chiếc này mình đã reserve nha. Chiếc này là chiếc mình đã đặt để đi lái thử ngày hôm nay. Thì hôm nay là Phương sẽ lái. Tiến không có lái, Tiến có xe rồi. Đó, cái này nó có được cái chỗ để nè. Ok. Màu đen. Ủa, cái này trắng à. Ở ngoài màu trắng trong màu đen hả? Màu đen thì nó hơi nóng, nhưng mà nó sạch, bù qua sớt lại thôi. Màu đen thì nó hơi nóng hơn, nhưng được nó là sạch. Nó cũng đã làm hết rồi. Có vài cái chemical nhỏ mấy cái. Hơi chạy một chút. Cũng tương tự giống như xe của mình vậy đó. Cũng tương tự thôi. Trời, thì nếu mà mình test thì mình lấy thử thì mình phải lấy hẹn. Okay.
Cái này giống cái hộp gà vịt nhưng mà nhìn cũng rất là ngầu ha. Cái này sport. Này nó lóc hết rồi, đây lóc. Ở vai thì khô nó sang hơn, nhưng mà chiếc này cái này cao hơn. Chiếc này nhìn ngầu ha, cao hơn. GOE 43. Bé mèo cũng đi nè quý vị. Nè thấy không, cái khớp nó chật khớp nè. Nó lồi ra nè. Đó, nó không có bằng phẳng nè. Xe này chưa có rửa. Cái chiếc kia thì nhìn có vẻ better hơn. Nhưng mà chiếc kia là mình không có reserve, không có đặt hẹn. Tất cả những cái dòng xe này là đều có cái sunroof, tức là có thể mở được cái mui trần. Ok, bây giờ mình vô bên trong để mình tìm kiếm thêm nha. Tại vì cái chiếc này nó cũng chưa có perfect tốt lắm. Tìm thêm. Tại vì xe ở đây nó có những cái nó thấy được ở bên ngoài. Có một cái nó còn online, nó nằm trên online. Ông này thì ổng có vẻ như ông nói là cái chiếc này không tốt lắm. Thì ổng muốn recommend cho mình đi lên online để ổng tìm thêm trên cái trang web của Camas. Để còn có thêm xe khác nữa không thì ổng có thể giới thiệu cho mình. Thì ông cũng muốn là mình mua được xe tốt để không có complain ổng á. Khi là mình mua được xe tốt thì mình còn quay lại tìm ổng. Đây nè, đây nè, đây nè, bé mèo nó bú sữa nè. Đó. Bé mèo hello đi, hello. Bộ đồ này là mua trong Costco mấy tuổi? 3 tuổi, 4 tuổi. Trời ơi, cầm lên. Sao muốn chụp cái phone nè? Chụp cái phone nè. Alo. Đó, thích đá cái chân lên đó. Dừng rớt cái khăn này ra nha cô nương. Chụp cái phone phải không? Ừ. Đó, thục. Cái đầu nó đổ mồ hôi hả? À, nóng rồi đó. Lấy ra đi. Buồn ngủ rồi, đi coi xe mà buồn ngủ rồi. lắc lư đi. Không có mang cái kia hả? Không có mang cái đồ chơi đó hả? Mở lên đi cho nó nghe. Đây nè, mở ra lên. Đúng rồi, cái này là của cô Phượng cho nè. Đó, nghe không? Rồi, ra nó đi con. Đó rồi, nó dừng rớt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái chỗ khác nha, để mình đi coi xe tiếp Mercedes. Đây là chuyên về Mercedes nha. Ở Newport Beach ha, một cái hướng khác. Chỗ này Tiến cũng đã từng mang xe đến để maintenance. Khu này cũng khá là lớn ha. Với chuyên về Mercedes, đủ loại, đủ kiểu, đủ màu hết. Xe mới có nè, đẹp quá. Đủ là xe. Ồ, vật chế này đẹp quá. Đang quảng cáo. Và ồ, chiếc này cho gia đình lớn thôi. Ồ, có chiếc này đẹp nè. Wow, chiếc này Align, anh lấy về chiếc này. Chiếc này quá đẹp luôn. Không biết mới hay sao quá. Wow, rất là sport, rất là ngầu. Chiếc này rất là xứng đáng để mua nha quý vị. Để tính coi chiếc này bao nhiêu tiền. Rất là đẹp. Wow, rộng mà ngầu quá. GOE 63S. Chỗ nó tên là Fletcher Tone. Chiếc này ngầu quá trời nè. Chiếc này ngầu là bao nhiêu tiền?
2021 lận hả? Ngầu quá. 122. Trời ơi, 120 mấy ngàn định mua chiếc này mà mắc quá. Tại cái này nè, em chiên là phải lo nè. Không, chiếc này đẹp phải sợ luôn. Thì mình không có đi đâu quá chứ không đi ra mua chiếc này được. Mà sport này đẹp phải sợ. Đẹp dễ sợ không đó, chiếc này đó, anh thích đi chiếc này đẹp nè. Ngầu quá, nó sport mà nó cao. Chỉ cái chiếc kia, cái chiếc màu đen nó cũng, cái đầu nó cũng bự bự giống vậy nè. Chiếc màu đen bên cao mắt sẵn coi nhớ không? Cái này cũng đẹp quá trời nè. Chiêu y nè. Cái màu sơn nó sơn đẹp dễ sợ. Ủa nó ba hàng ghế hả? Không có xe cả nhà. Nó ba hàng ghế thằng nè. Nó ba hàng ghế lận ta, 7 chỗ lận. Cái màu xanh, màu xanh đẹp quá. Ủa sao nó giống cái thằng kia vậy? Nó cũng kiểu mới nè. Nhìn ngầu màn hình đã không? Màn hình hai màn hình. Chiếc này đẹp nè. Hai màn hình luôn. Rồi cái kiểu để đồ đây, đó. Thấy không? Không, hai màn hình rất là đẹp nhưng mà cũng là mắc lo đâu nè, nó làm mới nè, kiểu đây nè à. Rất là màu nhưng mà cái màu này thì hơi khó, màu này màu xanh đen mà shiny. Chiếc này đẹp quá, có kiến, có sunroof ở trên. Ủa nó ba hàng ghế hả? Đã mới đó, nó ba hàng ghế rồi nè. Đây nè, thêm hàng ghế nữa nè, là 7 chỗ. Vậy là bây giờ nó mới ra là 7 chỗ nè. Nhưng mà cái hàng ghế này em thì hạ xuống được. Cái ghế này em hạ xuống được mà. Cái ghế này hạ xuống được nè. Cái này nếu mà nó giá nó good deal mình mua được cái này được. Mua đi cho đã. Đẹp. Ba hàng ghế không mà 2021 màu cũng sạch, màu trắng. Cái này là xe mới và đi ra coi xe mới nó mê. Cái màu này hơi không thích màu này lắm nhưng mà rất là sport, rất là đẹp. Chiếc này chiếc sport biết rồi đó. Bây giờ đời mới là hai màn hình, tất cả đều là hai màn hình hết. Đây cái kiểu lái mới cao hơn, rộng hơn. Cái này thì nó hơi ấy. Cái này giống xe này bên bển nãy nè, nhớ rồi không? Không đủ chỗ để đồ. Nhìn nó cao dễ sợ không? Ồ, customer order hả? Ờ. Chiếc đó nãy 60 ngàn. Ờ, thằng này nè. Thằng này đấy hả? Ờ. Ok. Ok. Rồi rồi. Màu brown bên trong cũng ok. Màu brown. Thằng này nó bán mắc hơn bởi nó touching hết rồi, nó touch chấp hết rồi. Nó làm hết rồi. Option nhiều quá. Nhà quê quá. Đi coi xe vậy nghiệp vòng đó. Mèo đã ngủ rồi. Nhưng mà em có test drive không? Bánh nó cũng đẹp nè, bánh nó ngầu luôn. Em có coi nó có đụng gì không? 2018 350 SUV. Ok. Thằng này cũng coi như em biết nữa.
rất sạch đẹp. Sunroof. Nó có đèn phía sau luôn nè. Add on nhiều thứ luôn. Premium luôn. Thường á là như quý vị biết á là xe bên Mỹ này á nó rất là nhiều. Đủ loại, đủ kiểu hết á. Cái quan trọng ở này là certified nè. Cái này nó được certified pre-owned by Mercedes-Benz, tức là được kiểm chứng bởi chính thức của các cái Mercedes-Benz, nên là mình có phần an tâm hơn. Đây là một dàn Mercedes nha quý vị. Đó. Đủ màu hết, màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Đấy coi anh. AMG. À cái giống chiếc trong đó đó. Cái đầu cũng thể thao. Cái xe trông nó đẹp quá mà không có màu. Đó là custom hả? Khách họ custom mình chứ mình đâu có mua được đúng không? Cái xe bên trong này anh nói là khách 7 chỗ đó. 2021 á. Cái màu trắng, màu trắng á. Thôi mày cho nó coi của em trước em đi, ở đó later. Của em coi trước đi. Không coi của em trước đi. Em có test ride không? Cái này ngầu quá ha. Wow, chiếc này cũng ngầu quá ha, chiếc này cũng mới nè. Màu này màu hơi tím tím xanh xanh, đẹp quá. Cái màu rất là đẹp, rất là fashion luôn nha. Cái màu rất đẹp, không biết nhìn sao mà diễn tả luôn á. Chiếc này bao nhiêu ta? 89.000, oh my god. Xe mới 2021. 2021 AMG GLE 53 SUV hàng chi. Này xe mới nha quý vị. Hàng chi nó đẹp mà nó mắc. Nói chung ở đây là Mercedes everywhere. À, đây. Thấy cho AMG không? Cho đợt mới của nó đó. Rất là đẹp. Rồi, mọi người cũng coi được nhiều xe rồi đúng không? Hồi nãy có đi test bên kia, bên Camaro nhưng mà không có. Thôi vậy em lái đi kìa, đưa anh bé đây. Anh này anh đưa xe mình lái. Rồi, cũng ok. Rồi em lái đi. Đi lái liền đi xong quay lại. Ồ không có cần làm giấy tờ gì phải không? Ồ em ngồi đi lái đi, đi. Full luôn, hai màn hình luôn. Cái này không có key. Đây, gỗ đẹp dữ sợ. Này cho mình mở được ha. Tất cả đồ mới 2021. Mấy cái này là mấy cái nó có nhiều cái loa nhỏ bên đây. Đây là cái mới nè. Để có thêm cái loa đây nữa. Đây, mình mở ra. Mới nè, 2021. Thằng này giá hơi cao ha. Đó, phía sau nè cũng rộng, da mềm smooth. AMG, dòng AMG mới. Cái này thể thao nè, nhỏ mà ngồi cũng rất là cao thoải mái. Thằng này trên 60.000 ha. Ở Mỹ 60.000. Ok. Cái này đuôi này nó nói là đuôi gì đó, hatchback này nhỏ đúng không? Cái dòng mới nè. Cái đi bộ ngoài cái thấy cái nào có không? 2021 lận.
Không có 2020 không có. Vậy phải đợi thôi. Trời đợi lâu đó mới có. Nó 2021. Cái giá cho nó cũng cao quá. Ồ, Hi biết xe anh không biết không? Hi lấy đi rồi. À vậy hả? Tôi chìa khóa cho Hi rồi không biết. Ok, vậy Hi dùng appraisal. Thì giờ em làm phòng em đi. Sao? Mình coi xe em thêm một lần cuối trước khi mình vô cái xe em đâu? Không đâu. Vậy em đi ăn. Ok, vậy đi ra rồi. Coi lần nữa cuối không? Dạ, coi lần cuối trước khi mình chốt giá. Ok. Rồi, mình đi ra coi cái xe lần cuối cuối cực mình. Tháo này luôn nè, coi nè. Coi nè, bà con coi nè. Bắt quá tan rồi. Bắt được quá tan. À, đi, đang quạo rồi. Dạ. Còn ngủ rồi đó, ngủ chập chờn quá trời. 2021 thì đẹp nhưng mà mắc quá. Giá mắc quá. Ba. Thấy camera là mặt đó, mặt chuyển sắc độ lên. Phải làm lơ nó đi, nó mới nói chuyện. Cái trần là cũng rất là đẹp. Cô này không? Khách trong này chú ý là khách Mỹ trắng, khách Ấn Độ. Ấn Độ giàu có tiền, với một vài người chịu chơi. Xe này đẹp, sang, giá mắc. Rộng. Ở phía sau nó còn mấy cái xe mà xe nhỏ, sedan nằm không có xe lớn. Không, nằm Ấn Độ này không. Rồi, bây giờ mình sau khi đã coi xong, mình vô đây mình chốt. Chốt lần cuộc với lại anh sales manager. Wow. Rồi đây mình chốt giá ha. Rồi. Của anh quá trời huy chương ha. Dễ thưởng quá trời. Nhớ vậy lúc anh lấy cái xe Geely đừng có chọn cái Sport Package nha. Xí kiện xe này Sport được không sao, mà cái xe mới là nó không cho Sport lần. You know why? Sport á, there's only 5% of all inventory in Sport. Còn gì hơn được cái xe này lắm. Là cái nếu mà anh mua cái xe của anh á, là nếu mà anh muốn mua cái xe mới á, mà muốn discount á, thì đừng có lấy cái Sport Package. Nếu mà lấy cái Sport Package là anh có tay mà có làm được tại vì đúng một năm trời. Cái này là số tạm phải không? Bản số tạm là cái bản số thiệt đó của mình sẽ on the way go to the home. Mèo ơi, sao con? Excited. Có xe mới rồi đi chơi nha. Ok. Ok, cuối cùng là mình lấy chiếc xe này nha quý vị. Nè, rồi anh Tommy giúp mình mua chiếc này rồi, màu rất là đẹp nha. Nó bị chạy chút xíu, nó bị chật khớp chút xíu nhưng mà không sao, họ sẽ chỉnh cho mình ha. Nhìn lại cũng rất là đẹp nha. Đó, chiếc này rất là cao ráo. Mà nó lấy chiếc này rồi, bao cái này màu hơi brown chút xíu, a little bit brown, dark and chút xíu màu nâu ha, hai cái sân rớp nha. Ok. Rồi. Thì sẽ lái chiếc xe này về. Chiếc này xong rồi đó. Bây giờ là lái về thôi. Đó là rộng 2018. À đây. Ok. Ha, rộng rãi nha. Màu trắng, bởi vì ở California này thì là mình phải lấy màu trắng nha. Ok. Hôm này còn đứng mất ký tên nữa. Có cái bùm trên này đỡ nè ha. Rất là sport nè, có cái này màu đen đẹp. Keyless. Bánh xe rất là ngầu. Hả? Đây, sau nguyên một ngày đi
đi mua xe với bé mèo mèo, cuối cùng cũng nó mua rồi. Và bây giờ thì cũng đang làm giấy tờ với ông manager để ký giấy lấy xe ha, là xong hết. Ok, mèo tao có nói gì với mọi người không? Hôm nay đi nguyên một ngày, mệt quá hả? Hello, hello Lê. Đó, mèo đi nguyên cũng phải nắng với lại tiếng đi nguyên ngày. Đi coi tất cả là mấy chỗ, nhưng mà cuối cùng là cái chỗ Fletcher John này. Chỗ này thì nhiều xe đẹp, giá cả tốt, mẫu mã mới, khu này sang, đắt nhưng mà được nhiều cái giá trị. Ok. Rồi bây giờ mình đợi nhận xe nha. Có xe xong lát quay mọi người nha. Có xe lớn chở mẹ đi chơi ha. Ok không? Nha. Đó, bây giờ lấy cái xe này rồi mới cho lấy xong luôn. Giờ tiếp đang lái về đây. Tương đối là khá là đẹp. Trứng cáp, cao, ráo, sang. Nói chung là rất là ổn. Giá rất là phải chăng hợp lý. Đi mấy ngày trời cuối cùng mới mua được cái xe này. Mercedes-Benz nha. Và hy vọng là mọi người sẽ có kinh nghiệm và đi vô deal đó thì họ sẽ bắt mình phải gọi là tính cái tiền lãi suất nữa ha. Nên là tùy theo mọi người, lãi suất thấp, lãi suất cao, tùy theo credit của mọi người. Và cũng như là cái gì ta, cũng như là continue on California 73 north for 2 miles. Tốn tiền dựng tiền công nữa mà ít người coi quá rất là cực. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Chúc mọi người có một thời gian còn lại trong ngày được một điều tốt đẹp. Bye bye and thank you.